Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu cho các bạn một cuốn truyện Chú lính chỉ dũng cảm của tác giả người Đan Mạch Andersen. Ngày xưa, có 25 anh lính chỉ, họ là anh em ruột vì họ được đúc ra từ một cái mũi chỉ cũ. Họ mang trên vai mỗi người một cây súng trường, mặc bộ quân phục xanh nẹp đỏ rất oai vệ và đứng trong tư thế nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước. Tiếng nói mà các anh lính chỉ nghe lần đầu tiên trong đời là khi chiếc hộp được khui ra, một em bé nhìn thấy các anh đã vỗ tay reo lên thích thú, các chú lính oai quá. Hôm đó là ngày kỷ niệm sinh nhật của em và em được tặng các anh lính chỉ. Em bé chẳng mất nhiều thì giờ để sắp các anh lính chỉ lên bàn mình. 25 anh trông hoàn toàn giống nhau, trừ một anh chàng chỉ có một chân. Số là, anh này ra đời sau cùng, người thợ không đủ chỉ để cho anh có cả hai chân, đành vậy. Tuy thế, anh lính cụt vẫn đứng nghiêm chỉnh trên một chân của mình như các anh kia. Và cũng do thế mà anh ta sau này trở nên nổi tiếng hơn. Trên chiếc bàn mà các anh vừa được đặt lên, có cơ man nào là đồ chơi đẹp mắt, nhưng vật làm các anh chú ý nhất là tòa lâu đài bằng giấy cạc tông rất huy hoàng và tỉ mỉ. Bạn có thể nhìn qua những khung cửa sổ bé xíu để thấy bên trong. Bên ngoài là hàng cây nhỏ bao quanh một miếng kính soi giả làm hồ nước, mặt hồ phản chiếu hình những con thiên nga bằng sáp đang bơi lội trên đó. Nhìn chung, cảnh trí rất nên thơ, nhưng vật xinh xắn nhất là một cô bé đứng ở cửa tòa lâu đài. Cô bé cũng được cắt bằng giấy bìa, cô mặc bộ váy bằng voan mỏng, có sợi đăng ten màu xanh quanh vai áo. Cô đứng xòe hai tay ra trong một tư thế đang múa ba lê, cô là một nữ vũ công mà một chân cô giơ cao lên khuất phía sau làm anh lính chỉ tưởng cô cũng bị cụt chân như mình. Phải chi ta lấy được cô bé này làm vợ? Anh nghĩ, nhưng cô ta trông sang trọng quá, cô ở trong tòa lâu đài, còn ta chỉ có chiếc hộp mà chen chúc những 25 anh em. Ta chẳng có chỗ xứng đánh cho nàng, nhưng được thôi, ta sẽ làm cho nàng dần thích nghi. Anh dựa người ra trên một chiếc hộp khác, thoải mái nhìn ngắm cô nàng kỹ hơn, trong khi cô vẫn cứ múa trên một chân mà vẫn giữ thăng bằng. Đến tối, cậu bé cất các anh lính vào hộp đậy lại, để sót anh lính cụt chân, cả nhà đi ngủ. Bây giờ mới là lúc các đồ chơi sống lại và cùng nhau vui đùa, chúng thăm viếng trò chuyện với nhau, đám này thì chơi banh, đám kia thì vật lộn. Ôi thôi đủ thứ vui náo nhiệt. Từ trong hộp, các anh lính chỉ nghe tiếng ồn ào, đâm ra nào nức tìm cách chui ra, nhưng họ không làm sao mở được nắp hộp. Trên bàn, mọi vật đang nhảy múa, nhào lộn, ngoài hai nhân vật vẫn cứ đứng yên lặng từ trước đến giờ, đó là cô vũ nữ và anh lính chỉ cụt chân bị cậu bé bỏ quên. Cô nàng vẫn ở trong tư thế múa ba lê, với một chân nhón lên và một chân khác hất về phía sau, anh lính chỉ cũng đứng trên một chân đăm đăm nhìn cô nàng một cách say mê. Thình lình, chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, báo hiệu nửa đêm. Bốp, một tiếng động vang lên. Một chiếc hộp bật mở ra, lò xo bung lên, hiện ra một chú quỷ đen nhỏ xíu. À, tên lính chỉ, mi để mắt mũi đâu mà không né ta ra hửa. Tên quỷ hách dịch hỏi. Anh lính giả ngơ không thèm trả lời. À, tay này ngon nhỉ, để sáng mai mày biết sẽ biết tay ta. Con quỷ dọa. Đến sáng hôm sau, cậu bé thức dậy lật đật lôi các anh lính chỉ ra sắp trên thành cửa sổ. Chẳng biết có phải do lời nguyền rủa của con quỷ đen tối qua hay vì một ngọn gió vô tình, cửa sổ bật mở, anh lính chỉ cụt chân rơi xuống đất từ căn phòng ở trên tầng lầu 3. Thật là khủng khiếp cho anh chúi đầu xuống đất, may có chiếc nón lính đỡ cho anh khỏi vỡ sọ, cái chân độc nhất chỉ thẳng lên trời. Cậu bé và tên tớ trai chạy xuống lầu tìm anh, nhưng chúng không trông thấy được. Vì anh bị kẹt giữa hai phiến đá lát đường. Phải chi anh chịu khó lên tiếng, may ra cậu bé đã cứu được. Nhưng anh lính này tôn trọng kỷ luật nhà binh, không thể la lên khi đang ở trong tư thế nghiêm chỉnh. Trời bỗng đổ mưa, càng lúc mưa càng lớn hạt, nước chảy thành dòng dọc theo ven đường. Khi mưa tạnh, có hai cậu học trò tình cờ đi qua đó. Coi kia, có một anh lính chỉ, để ta nhặt lên chơi. Chúng xé giấy tập, xếp thành một con thuyền và đặt anh lính chỉ vào đó, xong thả cho trôi theo dòng nước. Chúng vừa chạy theo vừa vỗ tay khoái chí. Trời đất thiên địa ơi, sóng gió chi mà dữ thế. Mưa thì cứ lai dai từng chập. Con thuyền tròng trành muốn lật nhiều lần và có lúc xoay tròn quanh xoáy nước. Anh lính chỉ sợ chết điếng, nhưng vẫn phải tỏ ra dũng cảm. Anh không hề biểu lộ ra mặt mà vẫn chững chạc đứng với cây súng trường trên vai như đang thi hành lệnh gác. Chiếc thuyền giấy bỗng chui vào một con đường hầm tăm tối, có lẽ cũng tối như trong chiếc hộp của anh. Ta đang ở đâu thế này? Anh nghĩ. Chắc là con quỷ đen nó ám hại mình.
phải chi có cô nàng ở với ta trên chiếc thuyền này thì dù có chui xuống địa ngục ta cũng cam lòng. Một con chuột cống từ đâu chui đến? Đưa coi giấy thông hành. Có không thì bảo. Anh lính im lặng, nắm chặt báng súng. Thuyền cứ trôi, con chuột chạy theo sát phía sâu u. Nó nghiến răng chu lên, chặn nó lại, chặn lại. Tên gián điệp không có giấy thông hành, nó lại chẳng biết mật khẩu. Dòng nước trôi nhanh hơn đẩy thuyền đi xa. Anh lính đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng cùng lúc anh nghe những tiếng gầm vang dội, tiếng gầm khủng khiếp đủ cho những kẻ bạo gan nhất cũng phải dùng mình. Bạn thử tưởng tượng coi, nơi cuối hầm, dòng nước thông ra một cái vịnh lớn, nước ở đây tuôn ra như một cái thác, ai mà chịu đựng nổi bị phóng nhào xuống với một tốc độ khủng khiếp thế. Anh lính chỉ lo sợ nhìn miệng cống càng lúc càng gần mà không sao dừng thuyền lại được. Chiếc thuyền nhào xuống thác nước, anh lính cố hết sức mình đứng thật vững chờ việc gì tới sẽ tới. Thuyền quay đi mấy vòng rồi rơi tõm xuống, nước tràn ngập khoang thuyền kéo nó chìm dần xuống đáy vực. Anh lính đứng bất lực nhìn nước ngập dần từ chân cho đến cổ. Cuối cùng nước tràn qua đầu anh, trong phút cuối cùng đó, anh nghĩ đến cô vũ nữ xinh đẹp mà anh không bao giờ còn gặp lại. Bên tai anh như có tiếng hát một khúc quân hành. Ngày 13 hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu quyết chiến. Thuyền chìm hẳn, và anh lính chỉ đáng thương đang chơi vơi giữa màn nước thì một chú cá bơi đến, đớp trọn anh vào bụng. Trong bụng cá tối ơi là tối, phải lại nó chật quá, chẳng cọ quậy gì được. Anh lính chỉ vẫn nghiêm trang giữ đúng tư thế người lính gác. Hồi lâu, anh cảm thấy như con cá quẫy mạnh mấy cái rồi bất động, mắt anh bỗng lóa lên vì một tia sáng rọi vào. Lần nữa, anh lính thấy lại ánh sáng mặt trời, anh nghe có tiếng nói. Một anh lính chỉ, hóa ra chú cá bị sa lưới, bắt mang ra chợ bán. Một chị sen mua cá, đem về làm thịt, vừa mổ bụng ra thì bắt gặp anh lính của chúng ta. Chị ta móc anh chàng ra, đem khoe với mọi người và kể chuyện về cuộc phiêu lưu kỳ thú của anh lính kết thúc trong bao tử con cá. Anh lính thì chẳng thấy vui và hãnh diện chút nào. Chị sen đem anh đặt lên bàn. Lạ thay, anh lính thấy lại cảnh vật cũ, cũng em bé chủ nhân của anh ngày nào, cũng những thứ đồ chơi xinh xắn và nhất là cô vũ nữ còn đứng múa một cách duyên dáng bên cổng tòa lâu đài bằng giấy bìa các tông. Nàng vẫn đứng trên một bàn chân, hai cánh tay xòe ra, chân kia duỗi thẳng phía sau. Anh lính nhìn nàng và thấy đôi mắt nàng cũng nhìn lại mình, nhưng họ không nói với nhau một lời. Bỗng dưng, một đứa bé, bạn cậu chủ nhà chụp lấy anh lính chỉ, không thèm giải thích lấy nữa lời, quẳng anh vào trong lò sưởi đang cháy rực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính tên quỷ lùn đã buông lời nguyền độc địa cho anh. Anh lính đứng giữa ngọn lửa, cháy sáng lên, anh thấy nóng bừng bừng. Anh chẳng phân định được là cái nóng của bếp lửa hay là nhiệt huyết trong tâm hồn anh. Màu da anh từ từ đổi từ xám sang đỏ hồng, anh vẫn đứng nhìn về cô vũ nữ và thấy cô nhìn anh. Sức nóng làm anh chảy tan ra thành chất chì lỏng nhưng anh vẫn cố giữ thân mình đứng thẳng băng, tay nắm chắc băng súng. Cửa chợt mở, một cơn gió thổi tung cô vũ nữ vào đống lửa, áo quần cô bắt cháy và cả cô nữa, cô cũng cháy tiêu ra cho. Bên cạnh anh lính chỉ dũng cảm. Sáng sau, người tơ gái quét lò sưởi, tìm thấy một cục chỉ có hình dạng một trái tim nhỏ xíu nằm giữa đám tro tàn của cô.